Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại tới video tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh các nút điều khiển như thế nào để cho chính xác và điều khiển được dễ dàng hơn cho mấy bạn mới bắt đầu chơi, mới tải game về mà chưa biết cách chỉnh nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thế vào thì mình reset lại để mình không reset được các bạn. Không reset được. Rồi, mình sẽ vào cái điều khiển. Đây. Của nó là như thế này hết ha. Của nó là như thế này. Rồi cái này. Cái này của nó là như vậy luôn. Đó. Rồi khi các bạn mà mới bắt đầu vào chơi á thì các bạn không có biết chỉnh nha, các bạn mới tải về các bạn không biết cách chỉnh. Thì các bạn chỉnh là cái tầm nhìn, một là cái tầm tầm nhìn. Tầm nhìn là cái này đấy các bạn. Nè, cái là camera nè, tầm nhìn là thông thường là các bạn mới tải thì nó khoảng để khoảng là 50 thôi á, 50%. Thì cái tốc độ cái độ nhìn như thế này các bạn. Thì bạn nhìn nó rất là khó nhìn bao quát, mình nói là khó nhìn là khó, trong cái kiểu mà bao quát để mình nhìn rộng, nhìn xa để mình biết mà các đồng đội mình ở đâu để mình chuyển hướng, mình truyền cho nó chính xác á. Well, we've just got the team sheets in. Let's see how they'll line up. Đây là cái sân này. Đây là cái sân này. Này, đây là khoảng 50% nha. Thì bây giờ mình vô mình chỉnh lại nè. Các bạn đưa lên nè, nó sẽ thu nhỏ lại miếng đó, các bạn nhìn trên màn hình này đó, các bạn để chừng 70 hoặc 80 là được nha. Ở đây mình sẽ để 80 nè, mình để khoảng 80 đó. Các bạn nhìn sẽ nhìn được bao quát để mình biết là mà mình biết hướng nào có cầu thủ của mình để mình truyền banh được tốt hơn nha. Đó. Rồi còn cái thứ hai nữa nè các bạn. Cái thứ hai nữa là các cái nút điều khiển. Fantastic work from the goal scorer and his team. A much deserved goal. Đây nè, cái nút điều khiển nè. Cái nút này rất là lớn nè. Bạn kéo xa lắm nó mới có thể mà. Kéo xa lắm nó mới có thể ấy được. Nè, các bạn thấy không? Nút rất là lớn. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại nè. Mình chỉnh cho cái nút tròn điều chuyển hướng á. Nút nút điều chuyển hướng nha. Mình vào cái này. Cái tay cầm game nè. Các bạn chỉnh cho mình. Cái này á, cái này là ba cái nút điều khiển mà lớn nha. Ba cái nút A, B và C á. A, B và C là cái này nha các bạn. Nè, mình chỉnh cho nên cho là cái này đi. Là các bạn xem lại nè. Nó rất là nhỏ nè, thì thấy không? Rất là nhỏ nè. Ba cái nút điều khiển A, B, C nè, rất là nhỏ nha. Như vậy á, các bạn sẽ không có không có chỉnh được. Khó lắm, nhiều khi các bạn bấm sát bên nó mới ăn. Còn không thì các bạn bấm dễ bị hụt cái nút đó lắm, tại vì nó quá nhỏ các bạn. Nên mình các bạn đừng có chỉnh như vậy. Các bạn hãy chỉnh cho nó như thế này. Đó. Chỉnh như vậy nha. Nè các bạn ra xem lại nè, nó to hơn đúng không? Các bạn bấm nó dễ dàng hơn nha. Dễ điều khiển hơn cái đó. Rồi, tiếp cái là nút tròn nè. Các bạn vào cái nút tròn cho mình, các bạn chỉnh như thế này. Chỉnh như vậy là nó chưa được nha các bạn. Chỉnh về nó chỉ là tạm nhỏ là chút xíu thôi. Đó, thấy không? Cái đó là nhỏ, nó nhỏ nhiều, nhỏ nhỏ nhất luôn á chứ. Quên, các bạn xin lỗi bạn nha. Đó là nó nhỏ nhất luôn á. Nè các bạn vào cái này là nó to hơn được miếng. Đó, là nó to hơn được miếng nè. Đây là cái cho mấy bạn nào cái tay bự nha. Bạn nào cái tay bự á. Cái tay bự thì mình chỉnh như thế này nha các bạn. Còn mà các bạn nào mà tay nhỏ á, các bạn nào có tay nhỏ thì mình chỉnh như thế này. À,
là cái nút này nó sẽ nhỏ lại nữa, là cái tay nhỏ mình điều khiển, mình quơ nó rất là dễ dàng nha. Mình điều khiển nó dễ hơn nha các bạn. Còn ba cái nút mà ở bên phải á, thì mình để cho nó bự như vậy để mình bấm nó không bị thiếu nha, không bị thiếu cái lần mình chạm, khi nó nhỏ quá mình chạm nó bị hụt đó các bạn. Đó, các bạn chỉnh một bên nút điều khiển là nó nhỏ như thế này cho mình. Đó là những người có bằng có ngón tay nhỏ thì mình chỉnh nhỏ như thế này nha. Còn mà các bạn nào có ngón tay to thì các bạn chỉnh là nó lớn hơn một miếng. Các bạn đừng có chỉnh nhỏ quá. Chỉnh nhỏ quá là không có điều khiển được nha các bạn. Chỉnh nhỏ quá là các bạn điều khiển nó sẽ bị không chính xác. Khi các bạn bấm là không chính xác nha. Nên các bạn chỉnh mà chỉnh vừa đủ ngón tay của mình thôi. Các bạn nếu mà tay nhỏ thì mình chỉnh nó nhỏ, còn tay nào hơi to chút xíu thì mình được chỉnh nó to lên miếng. Chứ các bạn đừng có mà để bự như vậy các bạn chỉnh nó rất là khó nha. Rất là khó chỉnh. Các bạn mới biết chơi, mới tải game gì lần đầu và không biết cách cài, nếu thấy video mình hay, có ích thì các bạn hãy cho mình một like và một comment bên dưới để mình biết là các bạn đã xem video của mình và các bạn mới chơi lần đầu, để mà mình biết, mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái cần thiết khi mà các bạn mới vào tải chơi nha. Rồi tiếp theo nữa là một cái tiếp theo nữa là cái này là cái mini chat nha các bạn. Cái mini chat là cái này nè, để mình vào đây cho các bạn xem luôn. À quên, cái này mini chat này là nó nằm ở bên đá với người, đá online với người nha. Còn này mình đá với máy. Mình bấm cái này là mình sẽ tắt nè. Nha. Còn em bấm cái này là mình mở nè. Đó. Còn một cái nữa nè. Còn một cái này nữa nè các bạn. Các bạn chỉnh như thế nào để cho dễ xem hơn. Hồi nãy là nó như thế này đúng không? Để mình ra mình cho các bạn xem nè. Hồi nãy là như thế này phải không? Nó còn một cách chỉnh nữa nè. Cho các bạn xem từng cái luôn. Đây là cái nhìn hình dọc thôi. Đó. Hình dọc, cái đó thì các bạn dễ canh hơn. Đó. Khi mà gần tới khung thành á, mình dễ canh hơn nha. Này để mình thử một trận cho các bạn xem nè. Cái này là nhìn theo cái kiểu mà hiểu dọc nha các bạn. Rồi, đó là chỉnh theo cái góc độ nhìn hình diện dọc nha. Để mình cho các bạn xem thêm một cái góc độ chỉnh nữa. And that's into the box. The defender regains possession and now they're getting. Is this a goal? Oh, he shoots. Let's take another look at that wonderful save. Giấu nhồi chỗ đó luôn. Bạn đợi mình tí nha. Lovely header. Oh, he heads wide. Không được. The fans thought it had gone in, but let's see how close this was to a goal. Tiếp theo nè các bạn. Đây là cái góc nhìn khác nữa nè. Để mình cho các bạn xem. Đây là cái góc xem TV nha. Góc độ cái góc là cái xem TV. Đây là màn hình ngang. Mình đây thì mình để như thế này là mình chơi nữa các bạn, nó dễ hơn, nó dễ quan sát hơn nha. Đó. Đây nè, mình để cái kiểu này, còn tùy các bạn, nãy giờ mình cho các bạn xem cũng mấy cái kiểu xem trên sân bóng rồi đó, thì các bạn hãy áp dụng xem cái nào cái bạn thuận xem. Để mà mình có cái hướng xem nó được tốt hơn nha.
À, nếu các bạn thấy thích video mình thì hãy đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, như là để lại comment bên dưới. Nếu các bạn có cái ý kiến gì, thắc mắc cái gì thì cứ comment bên dưới cho mình nha. Đó là cái tuyệt chiêu dứt bóng lên. Các bạn chắc có hẳn một số bạn cũng chưa biết cách chơi như thế này ha. Thì các bạn nếu muốn mình các bạn nếu muốn mình chi tiết về cách đá nhận này thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình để mình biết và mình cho các bạn xem. Đó các bạn, cho các bạn xem nhiều góc quay khác nhau luôn. Dính lên nè, đá bu lê luôn, thấy chưa, rất là đẹp nha các bạn. Đây là một cái kiểu đá này các bạn nào chơi lâu lắm rồi, gà lắm mới biết mà những cái kỹ thuật này. Còn mấy bạn nào mới biết chơi, mới biết tải lần đầu thì các bạn không có biết chơi như thế này ha. Rồi máy cùng bệnh cũng sắp hết pin rồi. Thì thôi, video mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy video mình hay thì nhớ đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cũng như là để lại là cái bình luận bên dưới cho mình. Nếu các bạn không hiểu hoặc có cái gì đó muốn nói, muốn hỏi mình thì mình sẽ biết, mình trả lời cho các bạn nha. Các bạn đừng quên nhấn vào quả chuông để nhận thông báo tiếp theo của mình nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm vào quả chuông để nhận thông báo tiếp theo của video mới nhất của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cleared up. Comfortable 2-0 victory here. A manager will be pleased with results like this.